Nhân Trạch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại Hạ Trường, huyện Nhân Trạch. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 9 tháng 6 năm Quý Mão, tăng ni hành giả an cư tại Hạ Trường, huyện Nhân Trạch đã trang nghiêm cung đón đoàn lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai về thăm, sách tấn và cúng dường an cư kiết hạ tại chùa Pháp Thường, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Quang lâm về Hạ Trường có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự, Trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thiền, Ủy viên ban trị sự, Phó ban kiểm soát ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại đức Thích Huệ Thới, Ủy viên ban trị sự, Phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại đức Thích Thiện Huy, Ủy viên ban trị sự, Phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ni sư Thích Nữ Diệu Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự, Trưởng ban kinh tế tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại đức Thích Thiện Tánh, Phó văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni thường trực ban trị sự, chư tôn đức văn phòng ban trị sự tỉnh Đồng Nai đã đến thăm Hạ Trường. Cung đón phái đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Phó ban trị sự tỉnh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhân Trạch. Đại đức Thích Chân Khương, Ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhân Trạch. Thượng tọa Thích Đạo Viên, Phó ban trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhân Trạch. Cùng chư tôn đức tăng ni ban trị sự Phật giáo huyện Nhân Trạch, chư tăng ni hành giả an cư, đồng trang nghiêm và cung đón phái đoàn. Tại buổi thăm chư hành giả an cư tại huyện Nhân Trạch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã lắng nghe Đại đức Thích Chân Khương, đại diện ban tổ chức Hạ Trường, báo cáo thời khóa tu học của tăng ni hành giả an cư tại huyện nhà. Thực hiện theo thời khóa của Thiền Môn, tại Hạ Trường huyện Nhân Trạch đã tu học theo thời khóa 6 thời tụng niệm, tổ chức Bố Tát, tụng giới vào mỗi nửa tháng thường kỳ, đúng theo lời Phật dạy. Đồng thời, cung thỉnh các vị giảng sư, giáo thọ sư về thuyết pháp và giảng dạy những điều cốt lõi của giới luật cho tăng ni được hiểu sâu hơn và rõ hơn về giới luật mà Đức Phật đã chế định. Tại buổi thăm và sách tấn chư hành giả an cư, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ. An cư kiết hạ là pháp tu hành của người con Phật có truyền thống cả ngàn năm lịch sử. 3 tháng an cư kiết hạ là thời gian để chư tăng ni thúc liễm tu hành, trao dồi tam vô lậu học, giới, định, tuệ, tinh tấn tu đạo nghiệp. Trong 3 tháng hạ, chư tăng ni ở tại tu viện nơi mình đang ở hoặc tập trung tại một tu viện khác để an cư. Đây là cơ hội trao đổi kinh nghiệm tu tập, học hỏi giáo lý thâm sâu của Phật, trao dồi giới đức, cố gắng tu thật tinh tấn, luôn luôn tỉnh giác. Nhờ công đức đó mà trí tuệ tăng trưởng, nhằm thành tựu đạo quả giải thoát, làm nơi nương tựa cho đời, nâng cao năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh, đầy đủ giác ngộ, từ bi và giải thoát mới xứng đáng là đệ tử chân chính của Phật. Cũng trong buổi thăm và sách tấn này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Chùa Đại Giác, Hòa thượng Thích Nhật Quang và Tăng Ni Thiền Viện Thường Chiếu đã dâng lên lễ phẩm tịnh tài tịnh vật cúng dường Hạ Trường, giúp cho Tăng Ni hành giả yên tâm tịnh tu đạo nghiệp. Đáp lại lời thăm hỏi và sách tấn của chư tôn đức Ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhân Trạch đã đáp tạ thăm ân của ban trị sự tỉnh, đã quan tâm đến chư hành giả an cư tại huyện Nhân Trạch. Thượng tọa kính nguyện tam bảo gia hộ cho chư tôn đức ban trị sự tỉnh, pháp thể Khương An là tàn cây bóng cả cho hàng tăng ni và Phật tử nương theo tu học, đồng thời cầu nguyện cho mọi Phật sự của tỉnh nhà luôn luôn được thành tựu và phát triển.